Mai xin chào các bạn nha. Chào mừng các bạn đến với kênh Nghĩa Miền Tây. Lại là mình đây. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách mà mình trang trí một cái đĩa thức ăn từ trứng nha các bạn. Thì khi mà mình trang trí những cái con vật đáng yêu như vậy á, thì không những mà mình làm cho cái món ăn mình nó thêm đẹp mắt nè, còn mà nó còn làm cho mình cảm giác là muốn ăn hơn nữa. Nên là tận dụng những cái đồ, cái thực phẩm có sẵn trong nhà, hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm một con gà từ cái những cái quả trứng và cà rốt nha các bạn. Thì cách làm cũng rất là đơn giản. Đầu tiên mấy bạn chuẩn bị cho mình là một quả trứng gà với lại một quả trứng cút nha. Thì cái này mình đã luộc chín rồi, bây giờ mình sẽ bóc vỏ ra nha các bạn. Các bạn luộc chín hoàn toàn luôn ha. Cái này nó còn hơi nóng nè. Đó. Lần lượt mình sẽ bóc hai cái vỏ trứng này ra. Mấy bạn cố gắng là bóc đừng cho nó bể nha. Thì mình làm nó mới đẹp ha. Đây mình mới vừa bóc xong hai cái quả trứng rồi nè mấy bạn, bóc cho sạch và đảm bảo là nó không có bị bể nha ha. Đó. Sau đó thì tới cà rốt nha các bạn. Cà rốt thì mình sẽ bào vỏ và rửa sạch ha. Sẽ cắt bỏ cái phần dương này đi trước. Tiếp theo thì mấy bạn sẽ cắt một cái khoanh tròn ha mấy bạn. Cái này hơi to nên là mình lấy chút dưới đi. Theo thì mình sẽ làm cho nó có hình thân cưa vậy nha các bạn. Đó. Các bạn, mình được một hình như thế này rồi ha. Thì mình đặt ở đây luôn nha. Và mấy bạn chuẩn bị một cái phần đuôi của quả ớt ha mấy bạn. Đây, mình làm một cái phần đuôi của quả ớt mấy bạn. Ớt á, thì nếu mà mấy bạn nhỏ làm á, thì cẩn thận nha. Nó hơi cay á. Đó, mình để ở đây luôn. Mình sẽ chuẩn bị tất cả nguyên liệu, mình sẽ cho vào đó hết ha. Và phần mắt của con gà thì mình chuẩn bị hai cái hạt tiêu nhỏ nè. Đây, hai cái hạt tiêu nhỏ mình cho vào đây luôn nha. Rồi thì bây giờ mình sẽ chuẩn bị cái phần cái mồng gà nha các bạn. Đây đó, chuẩn bị hai lát mỏng ha. Thank you.
bằng cà rốt luôn. Rồi mình cho nó vô dĩa. Rồi bây giờ tới mình làm một cái phần đuôi cho nó nha các bạn. Thì cái phần đuôi này mình cũng làm tương tự như cái phần mòng gà ha. Đây là cái phần đuôi nè các bạn. Rồi bây giờ thì tới mình làm một cái đế nha các bạn. Cái đế để mình để cái con gà của mình lên ha. Làm vừa thôi. Đó. Mình sẽ các cái bước này mình sẽ thao tác chậm để cho mấy bạn coi ha. Còn cái này là mấy bạn biết gì không? Tăm tre nha. Rồi mình cũng cho hết vô dĩa luôn nha. Đó. Bây giờ thì mình đã chuẩn bị hết rồi nè mấy bạn. Trứng cút ha. Một cái trứng gà. Và cái này là cái phần mòng gà nha. Mòng gà. Còn cái này là cái đuôi của con gà ha. Đó. À mình còn thiếu hai cái cánh nữa nha các bạn. Mình còn củ cà rốt này, mình sẽ làm hai cái cánh luôn ha. Hai cái cánh này mấy bạn cũng làm từ đơn giản luôn. Đó. Đó. Sau đó thì mình sẽ tỉa như vậy ha. Các bạn. Đây. Đây, mình đã tỉa được hai cái cánh rồi nè mấy bạn. Hai cái cánh cũng bằng cà rốt luôn nha. Rồi, bây giờ mình sẽ cho nó vô đây. Đó. Mình đã chuẩn bị xong hết rồi nè. Thì bây giờ mình chỉ cần lắp ráp là thôi nha. Thì bây giờ mấy bạn chuẩn bị tâm cho mình ha. Tâm và mình sẽ lắp cái trứng với lại cái đế trước nha các bạn. Đây. Sẽ đặt lên đây. Rồi bước tiếp theo thì mình sẽ làm hai cái cánh nha. Đó, mình sẽ gập như vậy để mình dán hai cái cánh mình vô. Làm cho nó cân đối nha các bạn. Đó. Sẽ tạo hai cái nữa. Rồi, bây giờ và mình làm cái phần đuôi luôn nha các bạn. Phần đuôi thì mình làm ở ngoài sau đây, đó. Sẽ ghim nó vô ha. Đó.
tiếp theo đó mình sẽ làm cái phần đầu của con gà nha các bạn. Đây, mình sẽ gọc một đường ở trên này một cái quả trứng cút nè. Và mình sẽ làm hai con mắt ha. Đây, mình đã gắn xong rồi nè các bạn. Và sau đó thì mình sẽ gắn ngay cái cổ của con gà nha. Ghim xuống ha. Đó, ra con gà rồi nè. Rồi, nó hơi yếu nha. Rồi coi cái phần mà đây là cái mình làm cái miệng mỏ của con gà ha. Đây, sẽ ghim vào đây luôn. Mình sẽ trang trí lên cái dĩa thức ăn của mình như vậy nè các bạn. Đây, mình đã hoàn thành xong một con gà nha các bạn nha. Đó. Đó. Các bạn thấy dễ thương không? Đây là thành quả của mình nãy giờ nha các bạn. Thì rất là cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình đến thời điểm này nha. Mến chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ. Và nếu các bạn có thực hiện thì chúc các bạn thực hiện thành công ha. Xin chào và hẹn gặp lại ở video sau nha. Đó. Đây. Xin chào.